Hello, chào các bạn. Trong video lần này mình sẽ không nói về phát âm tiếng Đức, không nói về học tiếng Đức nữa, mà mình muốn chia sẻ với các bạn những cái trải nghiệm, kinh nghiệm của mình khi vừa học vừa làm ở bên Đức. Nhiều bạn cũng thắc mắc là không biết là mình có nên đi làm hay không, học nhiều như thế đi làm có ảnh hưởng gì không. Trong video lần này mình sẽ nói hết với các bạn kinh nghiệm đi làm của mình như thế nào, xin việc ra sao và trải nghiệm của mình như thế nào. Và các bạn cũng đừng quên comment cho mình biết là những cái trải nghiệm của các bạn khi các bạn đi du học hay là đi du học nghề nhé. Trước tiên thì mình muốn giải thích một số khái niệm các loại công việc ở bên Đức để các bạn tiện tìm kiếm và để hình dung ra cái loại công việc nào nó phù hợp với thời gian học và phù hợp với bạn. Tiếng Đức và ở bên Đức có những thể loại công việc mà sinh viên có thể làm như là Teilzeit, Studentische Aushilfe, Werkstudent và Minijob. Thứ nhất, Teilzeit là công việc bán thời gian. Và đối ngược lại với nó là Vollzeit là công việc toàn thời gian. Thì cái khái niệm này chắc các bạn cũng biết rồi. Teilzeit thì là công việc có thể làm 20 tiếng, 24, 25 tiếng mỗi tuần. Thì đấy là tùy của mỗi công ty hay là mỗi cửa hàng mà các bạn xin việc. Thì thường thì Teilzeit các bạn cũng có thể làm ở trong thời gian đi học hoặc là trong kỳ nghỉ hè. Còn với Werkstudent và Studentische Aushilfe thì hơi khác một chút. Werkstudent và Studentische Aushilfe có nghĩa là các bạn phải có cái Semesterbescheinigung, là cái tờ mà các bạn chứng minh là bạn là sinh viên ở một trường nào đó. Đối với những công việc này các bạn chỉ được phép làm 20 tiếng một tuần mà thôi. Nếu các bạn làm 20 tiếng một giờ và lương của các bạn hơn 450 euro một tháng thì các bạn phải đóng thuế hay là đóng những cái an sinh xã hội khác. Khái niệm Werkstudent và Studentische Aushilfe nó khác ở một chỗ là Werkstudent thì thường là các bạn làm những cái công việc liên quan đến chuyên môn của các bạn hơn. Ví dụ như là các bạn học về IT thì các bạn xin vào một công ty nào đó làm với nhiệm vụ là Werkstudent để các bạn có thêm kinh nghiệm ở trong cái lĩnh vực đấy. Tuy nhiên khi các bạn xin làm cái Werkstudent đấy thì các bạn không nhất thiết phải có về cái chuyên môn thì các bạn mới được nhận. Mà đấy là về lý thuyết là như thế. Ví dụ như là trong quá trình học các bạn muốn tìm công việc liên quan đến IT chẳng thì các bạn xin ở vị trí là Werkstudent để các bạn học thêm kinh nghiệm về cái lĩnh vực của các bạn. Còn cái Studentische Aushilfe thì là cái chung thôi, tất cả mọi công việc các bạn có thể được làm đến 20 giờ một tuần. Và thuế lương hưu hay an sinh xã hội khác thì các bạn phải đóng. Loại công việc nữa là mini job. Mini job thì các bạn chỉ được làm một tháng 450 euro thôi. Nếu vượt quá thì các bạn phải nộp thuế và những cái upcover khác. Các bạn lưu ý là cái mini job ý, các bạn có thể làm 2-3 công việc mini job đều được, miễn sao tổng một tháng các bạn chỉ được 450 euro một tháng mà thôi. Thường thì mini job nếu mà các bạn đi làm ở 2-3 chủ ấy mà các bạn báo với người ta thì người ta sẽ sắp xếp cái thời gian phù hợp để làm sao mà trong một tháng các bạn không vượt quá 450 euro. Có nhiều ông chủ không muốn lo nhiều đến vấn đề thuế rồi giấy tờ ấy. Người ta không muốn là nhân viên của mình cũng đi làm mini job ở một chỗ khác nữa, bởi vì nó chỉ cần chệch lên vài euro thôi là các bạn cũng có thể phải đóng thuế rồi. Các bạn lưu ý là khi các bạn sang đây thì các bạn để ý cái visa của mình. Nếu mà người ta đề là Beschäftigung gestattet thì có nghĩa là các bạn được đi làm. Còn nếu mà người ta ghi là Beschäftigung nicht gestattet có nghĩa là các bạn không được đi làm. Khi đi xin việc thì các bạn cần những gì? Nhìn chung thì xin việc ở bên Đức với xin việc ở Việt Nam thì cũng giống nhau thôi. Các bạn cần một cái Lebenslauf, sơ yếu lý lịch kèm theo ảnh. Và cái ảnh mình nghĩ là cũng rất là quan trọng ấy. Nếu mà cái ảnh của các bạn mà chỉ có mỗi cái mặt mà đứng nghiêm trọng như ở nhà mình như kiểu chụp ảnh pass không cưới thì mình nghĩ là chắc là không được đâu. Các bạn nên thể hiện cái tính cách của mình ở trong cái bức ảnh đấy. Một cái Anschreiben, tùy từng ông chủ của mỗi nơi làm việc thì người ta yêu cầu một cái khác nhau. Ban đầu ấy, mình nghĩ là các bạn mà mới sang thì các bạn nên có cái Anschreiben để thể hiện là tôi có biết tiếng Đức, tôi có thể nói tiếng Đức, hiểu tiếng Đức. Trong cái Anschreiben thì hiển nhiên là các bạn sẽ phải ghi cái điểm mạnh của mình là gì và nhất là cái soft skills của các bạn có là gì. Ví dụ như là cái khả năng chịu đựng cao như là Belastbarkeit hoặc là Durchhaltevermögen hoặc là Teamplayer, ví dụ như thế, vân vân. Các bạn có những cái điểm mạnh gì thì các bạn cứ viết hết vào. Ở trong cái Lebenslauf thì các bạn đừng bỏ quên cái hobby nhá, bởi vì mình để ý là người ta rất quan trọng cái hobby của các bạn để người ta xem cái tính cách của các bạn là người như thế nào, có phù hợp với công việc đấy không. Ngoài ra thì tùy những cái công ty hay là những cái nhà hàng, những cái cửa hiệu người ta cần các bạn trưng bằng ra, bởi mình là người nước ngoài mà người ta cũng muốn xem là mình có bằng cấp như thế nào để chứng minh trong cái Lebenslauf của mình là đúng. Khi đến phỏng vấn thì các bạn nên mang Lebenslauf này, Anschreiben cho chắc ăn. Mình thì mình hay mang theo như thế, còn có những nơi người ta không cần. Các bạn cũng không cần phải mang đến được cái Semesterbescheinigung của các bạn này, mang pass này, cái hộ chiếu. Nếu các bạn có cái thẻ cư trú Aufenthaltstitel thì các bạn cũng mang đi, Bankkarte này, thẻ ngân hàng này, và cái Versicherungskarte các bạn cũng phải mang đi này. Nếu mà các bạn làm ở nhà hàng ấy thì các bạn cần có một cái Belehrung hoặc là cái Beschäftigung des Gesundheitsamt. Đấy là một dạng như thế này. Mình chỉ học trong một buổi thôi, mất khoảng tầm 25 ơ gì đó. Nói chung sang đây thì đối với những cái công việc làm thêm thế thì cái quy trình phỏng vấn nó rất là locker, rất là thoải mái, nên các bạn không cần phải lo đâu. Quan trọng là cái vốn tiếng của các bạn như thế nào thôi. Các bạn mà ở cái trình độ B1 ý, thì nó hơi gọi là knapp, hơi ít một xíu. Nhưng nếu các bạn ở trình độ B2 rồi thì mình nghĩ rất là thoải mái khi mà sang bên này để mà phỏng vấn. Thường thì các bạn cứ tra Google, tất nhiên là tra bằng công việc từ tiếng Đức, hoặc là mình sẽ tra ở cái trang Indeed này này, indeed.com. Cái link thì mình sẽ ở phía dưới. Thật ra ở bên này có rất nhiều cái công việc để cho mình làm đó. Ví dụ như các bạn làm nhà hàng thì các bạn có thể search cái từ service hoặc là service craft, xong các bạn điền ra là in restaurant, in model, hoặc là thậm chí là chỉ ghi model thôi cũng được này, hoặc là Wareneingang này, Verkäufer này, hoặc là Betreuung này, hoặc là Nachhilfe này. Các bạn cứ search trên Google ấy và ghi thêm cái thành phố của các bạn đang ở nữa. Còn ở cái trang Indeed cũng như thế, có một phần là nơi ở và một phần là công việc các bạn tìm kiếm. Giả sử như các bạn search cái service chẳng hạn thì nó sẽ ra một loạt các thể loại service, nào là service trong nhà hàng, service ở taker, ở quán bar, hoặc là service ở trong phòng gym ấy, bán hàng, bán bánh mì này, bán quần áo, tư vấn quần áo. Thì các bạn chỉ việc tra cái Verkäufer, Mode, Bakery vào đó. Đấy thì nó có hết, nó có một loạt, thì các bạn cứ xem cái loại nào mà hợp với mình thì các bạn làm. Một số các cái công việc mà các bạn sinh viên bên này có thể làm rất là nhẹ nhàng thôi, như là Wareneingang, bán hàng, Verkäufer. Tất nhiên cái bán hàng thì hơi bị khó đối với các bạn nào mà vốn tiếng Đức nó chưa nhiều ấy. Chạy bồi, ban đầu các bạn làm thì các bạn chỉ việc bưng bê thôi thì cũng được, nhưng sau đấy thì các bạn sẽ phải order phục khách. Thì cái đấy nếu mà các bạn ở trình độ B1 nhưng các bạn tự tin nói thì vẫn ok, vẫn có thể làm được. Hoặc là những công việc như là Spuler, là các bạn rửa bát đĩa ở bên trong bánh gà ấy, thì những bạn nào mà vốn tiếng ít thì các bạn có thể làm những công việc đấy, các bạn không phải nói chuyện nhiều. Hoặc là có cái công việc Wareneingang chẳng hạn, thì nó rất là nhẹ nhàng, các bạn nam các bạn nữ đều làm được. Thì trong cái thể loại Wareneingang đấy thì mình có cái Lager Helfer dành cho các bạn nam. Các bạn nam thì sẽ có nhiệm vụ dỡ hàng hóa nặng xuống, còn các bạn nữ thì sẽ có nhiệm vụ là sắp xếp những cái đồ đấy vào cái gian hàng. Hoặc là nếu các bạn làm ở trong cửa hàng quần áo như là mình đã từng làm ấy, mình chỉ việc bỏ túi ni lông ra và xếp quần áo vào, sau đấy thì sắp xếp bằng cái vị trí cho đúng thôi. Công việc rất là nhẹ nhàng, lương thì hơn tối thiểu một chút. Mỗi tuần là các bạn phải dậy sớm. Ví dụ công việc đấy là từ 6 giờ kém đến 15 thì mình dậy từ lúc 5 giờ và mình làm cho đến 8 giờ hoặc 9 giờ sáng gì đấy. Thì nghĩa là một cái ngày đấy các bạn đều có thời gian cả. Thì nghĩa là sau 9 giờ các bạn có thời gian rảnh rỗi rồi, các bạn cũng có thể đi học. Như mình thì mình có thể dậy sớm, thì mình thích cái công việc này, nó rất là nhẹ, mình chẳng phải làm gì cả, mình chỉ được bỏ túi ni lông xong xếp vào một chỗ thế là xong. Rồi là công việc ở quầy cashier này, quầy thanh toán ở trong siêu thị, trong các cái cửa hàng quần áo vân vân. Những cái công việc đấy cũng rất là dễ dàng và nhàn. Các bạn chỉ việc ngồi và check các cái code và thanh toán tiền cho khách thôi. Nếu mà các bạn không sợ số và không sợ hàng ngày tiếp xúc với hàng trăm, hàng nghìn con người đi lại đấy thì cái công việc này quá tuyệt vời các bạn. Đó là một số công việc mà các bạn có thể làm nhẹ nhàng mà các bạn cũng kiếm được thu nhập khá là ổn. Sau một thời gian phiêu bạt đi làm hết tất cả mọi nơi, mình cũng tự lo kinh tế ở bên này nữa, thì hiển nhiên là mình cũng rất là sốt ruột khi mà không có nguồn vào mà chỉ có nguồn ra. Thì mình cuối cùng cũng tìm được cái công việc mà mình mong muốn và đúng cái chuyên ngành của mình đang học. Cho đến bây giờ mình đang làm cũng phải hơn một năm về cái chuyên ngành của mình đang học rồi. Có rất nhiều bạn sợ không dám đi làm, vì đi làm thì lại không học được, rồi là đi làm mệt, hoặc đi làm vất vả quá, héo khô, xấu xí, nhất là các bạn gái. Nhưng thật ra không phải là thế đâu. Cái đợt mà mình đi làm ở nhà hàng, về đến nhà là 12 giờ đêm và mình lại chuẩn bị cơm mang đi học. Đấy, thì có khoảng tầm là 1 giờ đến 2 giờ là bắt đầu đi ngủ. Một tuần thì mình làm chỉ có 3 buổi thôi, có những lúc mình làm cuối tuần, có những lúc thì mình làm trong tuần. Trong tuần thì nó vất vả hơn, nhưng mà mình vẫn sắp xếp được mà vẫn béo tốt. Mình đi làm bồi, thực ra là mục đích để cho mình giảm cân, mình chạy nhiều mình giảm cân đi, nhưng mà nó đâu có giảm cân đâu. Nên là các bạn đừng lo là đi làm xong rồi vất vả, xấu, không có đâu. Các bạn đi làm các bạn lại gặp bạn mới, các bạn vừa được học tiếng Đức nhá. Nếu các bạn không quan trọng về tiếng Đức thì các bạn lại học được tiếng Anh, các bạn giao tiếp được với người nọ người kia, các bạn biết được là cái công việc của người ta như thế nào, cái phong cách, cái văn hóa làm việc của người Đức với cả những cái người đồng nghiệp nước ngoài như thế nào. Thật sự là người Việt Nam của mình cứ chê người Việt Nam ở nhà thôi, nhưng mà sang bên này á, hầu hết nhiều người thích người Việt Nam mình lắm. Đối với mình thì mình luôn khuyên các bạn nên đi làm trong khi đi học. Bởi vì trong quá trình học và làm các bạn sẽ biết cách quản lý thời gian cho phù hợp, làm thế nào để sắp xếp công việc và thời gian học cho nó phù hợp để mình có thể làm được cả hai thật là tốt. Các bạn sẽ học được cách quản lý stress, quản lý cảm xúc, cách giải quyết các vấn đề nếu mà nó có xảy ra. Bởi vì khi các bạn đi làm thì có những cái vấn đề nó xảy ra mà mình phải giải quyết lấy. Cái đấy là những cái lợi lâu dài mà sau này các bạn cần. Trong quá trình vừa làm việc, nghĩa là vừa đi làm vừa đi học tự dưng các bạn sẽ khám phá ra những cái điểm mạnh của mình, những cái điểm yếu của mình. Các điểm yếu thì mình sẽ sửa đổi hoặc làm thế nào để cho nó mất đi. Hoặc là thậm chí có những cái điểm yếu nó sẽ thành điểm mạnh của các bạn thì sao? Thế các bạn cứ phải ra ngoài, các bạn trải nghiệm thoải mái đi. Để sau này để các bạn biết được là các bạn thích gì, các bạn làm được những cái gì, và những cái gì các bạn yếu, các bạn không thể làm được và có cố gắng cũng không thể làm được thì đừng có dấn thân vào những cái điểm yếu đấy. Nếu các bạn sang đi du học mà chỉ có học không thì cũng không sao cả. Đấy là mục đích của mỗi người thôi. Còn nếu mà các bạn muốn trải nghiệm cuộc sống ở bên này mà do dự là không biết có nên đi làm hay không thì mình nghĩ là cái do dự đấy là không cần thiết. Các bạn có thể làm bất cứ những công việc gì mà các bạn muốn. Nếu các bạn lo về kinh tế thì các bạn hiển nhiên phải xin việc để mà các bạn đi làm rồi. Còn những bạn không phải lo về kinh tế thì các bạn có thể đi làm để mà trải nghiệm cái công việc ở bên này, trải nghiệm được những thể loại người Đức mà các bạn gặp, những thể loại người nước ngoài mà các bạn gặp, chứ không phải là như báo đài nói. Đi làm hay không thì tùy các bạn, miễn sao các bạn cảm thấy vui và các bạn cảm thấy mình trưởng thành, các bạn học được những cái điều mới mẻ. Trong quá trình học các bạn mà tìm được những cái công việc đúng cái chuyên môn của mình thì quá tuyệt vời. Nhưng mà nếu mà không tìm được cũng không sao cả, bởi vì trong quá trình làm, như đã nói, các bạn học được những cái soft skill khác mà những cái người tuyển dụng người ta cần. Các bạn không phải xấu hổ khi sang đây phải làm những công việc như là lau chùi này, bán bánh mì này, hay là phục vụ bàn, vân vân. Những cái công việc đấy ở bên này đi làm nó khác với ở Việt Nam. Các bạn được trả lương cũng tương đối là cao. Cái mức lương đấy các bạn có thể lo trang trải cho cuộc sống hàng ngày, mà thậm chí là có khi các bạn cũng còn để dành để mà đi du lịch được cơ mà. Trong cái quá trình đi học vậy thì làm những công việc đấy không sao cả. Chỉ sợ là khi các bạn hoàn thành xong cái việc học đấy rồi mà ra ngoài các bạn vẫn phải làm những cái công việc đấy thì các bạn phải xem lại mình, thế thôi. Lao động là vinh quang. Video này mình nghĩ là khá dài. Thật ra là mình muốn kể nhiều nữa cơ, nhưng mà mình không muốn cái video này dài tận 30 phút nên mình tạm dừng ở đây. Các bạn đừng quên chia sẻ với mình cái kinh nghiệm mà các bạn sang đây du học như thế nào nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau. Chúc các bạn du học vui vẻ. Tschüssi.